Máy ép hoa quả chậm Glastyle. Glastyle là một trong những thương hiệu nổi tiếng chuyên về các ứng dụng điện nhỏ cho gia đình. Đây là máy ép chậm Glastyle có công suất lớn 400W, có thể ép được tất cả các loại hoa quả. Máy ép Glastyle với vòng quay chậm là 60 vòng trên 1 phút, cực kỳ chậm so với các loại máy ép hoa quả thông thường. Máy ép hoa quả chậm Glastyle cho một cái chất lượng ép kỹ hơn, được nhiều nước hơn và cũng lọc tốt hơn. Như các bạn thấy thì phần bã của hoa quả được chuyển ra phía bên ngoài là tiện lợi hơn so với các loại máy ép mà có phần bã được chứa ở trong thân máy. Rất bất tiện khi mà bã đầy các bạn lại phải ngừng lại và tháo máy và đi đổ. Ở cái phần bã này các bạn có thể thấy là các cái thanh, ở đây mình ép là cà rốt và bã được chuyển ra rất là cứng và nó tạo ép thành một cái thanh nhìn như những cái thanh kẹo, và khi mình sờ vào thì nó cực kỳ tơi và không có cảm giác ướt tay giống như các loại giống như là các loại máy ép thông thường. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn máy ép hoa quả chậm Glass Style. Xin chân thành cảm ơn đã xem clip.